Quý khán thính giả thân mến, trong tiếng Anh chúng ta có rất nhiều ký tự thường được dùng trong giao tiếp hàng ngày hoặc trong các văn bản. Trong video hôm nay, Mr. Định xin lựa chọn 15 ký tự thông dụng nhất thường được dùng và hướng dẫn quý khán thính giả cách đọc các ký tự này. Ký tự đầu tiên, A còng. Trong tiếng Anh, chúng ta đọc là at. 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 Chúng ta thường thấy ký tự A còng trong email. Ví dụ, my email is mrding@gmail.com. mrding@gmail.com. Địa chỉ thư điện tử của tôi là mrding@gmail.com. Trong địa chỉ thư điện tử này chúng ta có dấu chấm và dấu chấm này chúng ta đọc là dot. 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 mrding@gmail.com. Chúng ta còn một loại dấu chấm nữa, đó là dấu chấm kết thúc câu. Dạng dấu chấm này chúng ta đọc là full stop. Full stop. Full stop. Ví dụ, I'm a student, full stop. Như vậy trong câu này dấu chấm dùng để kết thúc một câu. Ký tự tiếp theo đó là dấu hỏi chấm, thường được đặt sau các câu hỏi và trong tiếng Anh chúng ta đọc là question mark. Question mark. Question mark. Ví dụ, are you a student? Thì kết thúc câu hỏi này sẽ là một dấu question mark. Ký tự tiếp theo đó là dấu chấm than, thường đặt sau các câu cảm thán và tiếng Anh chúng ta đọc là exclamation mark. Exclamation mark. Exclamation mark. Ví dụ, what a lovely day. Một ngày đẹp trời làm sao? Thì đứng sau câu này sẽ là một dấu exclamation mark. Tiếp theo, khi đọc địa chỉ nơi ở, chúng ta thường có dấu gạch chéo. Dấu này chúng ta đọc là slash. 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 Ví dụ 25/30, 25/30. 25/30. Để kiểm tra số dư thuê bao điện thoại, chúng ta thường có công thức sao 101 thăng. Thì ký tự dấu sao chúng ta đọc là asterisk. 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 Và ký tự dấu thăng chúng ta đọc là hash. 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 Và công thức sao 101 thăng chúng ta đọc là asterisk 101 hash.
asterisk 101 hash. Asterisk 101 hash. Ký tự tiếp theo đó là dấu gạch ngang. Chúng ta đọc dấu này trong tiếng Anh là dash. 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 A, B, dash, C. A, B, dash, C. Ký tự tiếp theo đó là dấu phẩy. Trong tiếng Anh chúng ta đọc là comma. 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 Ví dụ, A, comma, B, comma, C. Ví dụ, A, comma, B, comma, C. Ký tự tiếp theo, dấu cộng, biểu thị cho cực dương. Chúng ta đọc là plus. 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 Ví dụ, plus 10. Ví dụ, plus 10. Dương 10. Ký tự tiếp theo đó là dấu trừ, đại diện cho cực âm. Chúng ta đọc là minus. 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 Ví dụ, minus 10. Ví dụ, minus 10. Âm 10. Ký tự tiếp theo đó là phần trăm. Chúng ta đọc là percent. 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 Temperature is 60%. Temperature is 60%. Nhiệt độ là 60%. Ký tự tiếp theo đó là đô la. Chúng ta đọc là dollar. 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 Ví dụ, the shoes are $50. Ví dụ, the shoes are $50. Và ký tự cuối cùng đó là dấu bằng. Chúng ta đọc là equal. 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 Ví dụ, 2 plus 2 equals 4. 2 plus 2 equals 4. 2 cộng 2 bằng 4. Quý khán thính giả thân mến, trên đây là 15 ký tự tiếng Anh thông dụng hay được dùng trong giao tiếp và các dạng văn bản tiếng Anh. Quý khán thính giả hãy comment I want để đón nhận thêm các video mới về từ vựng, ngữ pháp và giao tiếp. Thank you for watching and goodbye.